Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Cam Phít Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con HP Elitebook 8460B nha các bạn. Hiện trạng của cái men này đó là nó bị cũng đang bị chạm nguồn 19 nha các bạn. Dòng này cũng đang bị chạm nguồn 19. Rồi bây giờ mình sẽ tháo mấy cái tản nhiệt với CPU ra nha các bạn. Kỹ thuật đưa mình có cái men không nha các bạn. Okay. À, cái này nó không có nguyên cái vỏ, chỉ có cái men không thôi. Đây là cái mã men của nó nha các bạn, 6050A2398501 gạch MB gạch A02 nha các bạn. Đây là con 8460. Rồi bây giờ mình sẽ đo khu vực 19V cho các bạn xem nha các bạn. Rồi, các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Rồi. Đó, đang về không luôn nha các bạn. Đó, cái tổng trở nè. Tụ 19 nè. Đó, các bạn quan sát là tụ 19 nó đang về không luôn nha các bạn. Rồi, ok. Đây là khu vực của sạc pin nè. Khu vực này, khu vực sạc pin là ok nha các bạn. Đó, không bị ảnh hưởng nè. Đó, 19V khu vực này nè. Ok, bị sạc nè. Đó, đang bị sọt không ôm luôn. Men thì nhìn cũng còn chip, chiếc rồi còn zin nha các bạn. Đó, Vega và chip Nam là còn zin nè, còn keo nè. BIOS thì thấy cũng còn nguyên nè, chưa có đụng luôn nè nha các bạn. Rồi, mình kiểm tra phía dưới IO coi như thế nào. Ồ, có dấu hiệu vô nước nha các bạn. Đây. Có dấu hiệu là men vô nước nè nha các bạn. Đó, đây. Khả năng là vị trí nó bị sọt nè, tại vị trí này nha các bạn. Đây. Đây là cái vị trí nó vô nước nè. Đó, cái tụ nó bị rỉ sét nè nha các bạn. Đây nè, vị trí này nè. Rồi, khả năng là chỗ này nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đo lại. Các bạn quan sát đồng hồ. Đó, cái tổng trở các bạn thấy là nó không ôm nè. Rồi, bây giờ mình sẽ khò cái tụ vị trí này ra nha các bạn. Đây, đó, vị trí này nha các bạn. Mình sẽ khò cái vị trí này ra nè.
vô nước ngay khu vực phía dưới cái miếng dán nha các bạn, ở gần chỗ này ô nè. Rồi mình sẽ tiến hành mình sẽ khò cái tụ. Đây là đây mình coi cái tụ mày nó ăn mấy đây. C657 nha các bạn. Đây là tụ C657 à. Rồi mình sẽ tiến hành mình sẽ bóc cái tụ C657 ra. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại xem như thế nào. Đây nha các bạn, ở vị trí nè. Rồi tổng trở lên cao nha các bạn. À. Đó. Như vậy nguyên nhân là do cái tụ C657 nha các bạn. Đây sorry, C637 nha các bạn chứ không phải là C657. C637, 637 chứ không phải là 657. Sorry, sorry. Đây là mát nè. Vô nè, đó, rồi tổng trở lên cao rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ đo lại phía bên đây. Đây nha các bạn, đó khu vực này nè. Rồi tổng trở lên cao nha các bạn. Ok. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn xem là cái men có hoạt động hay không nha các bạn. Xem là cái men có hoạt động hay không. Rồi sáng đèn nha các bạn. Ok. Ok rồi. Cái men đã hoạt động nha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ bắt đầu mình có dòng rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn CPU nha các bạn. Đó, và ra mình xem coi máy có dòng boost hay không. Rồi máy có dòng boost nha các bạn. Bây giờ mình thử coi có cấp lock được hay không nha các bạn. Ngắn cái tản nhiệt vô cái.
Rồi, cắm nguồn vào. Đưa như cái cơ rồi. Không thấy chạy, mình sẽ vệ sinh cây ram thử coi sao đây. Đưa như cái cơ rồi chạy có dòng chạy mà này coi. Dòng đẹp quá mà sao. Rồi cắp lóc được nha các bạn. Ok. Rồi như vậy là men đã hoạt động nha các bạn. Bây giờ mình cho nó sức ngoài xem là cái men có sức ngoài được hay không nha các bạn. Rồi. Như vậy là nguyên nhân là do bị lỗi cái tụ C 637 nha các bạn. Đó, làm tới cái men này bị chạm nguồn 19. Sau khi mình cách ly cái tụ C 617 thì cái men đã chạy và có cái phím cắp lóc được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái máy sức ngoài. Sức ngoài được là ok nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái men HP Elite sức ngoài. Xem cái men có hoạt động và sức ngoài được hay không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Rồi, men đã có dòng bút nha các bạn. Dòng rất là đẹp. Rồi, men đã xuất hình nha các bạn. Rồi, như vậy nguyên nhân ở cái con HP Elitebook 8160B là do bị sọt cái tụ C637 nha các bạn. Sau khi mình đã cách ly cái tụ C637 thì cái men đã hoạt động và đã xuất hình nha các bạn. Rồi ok, như vậy là video chia sẻ về cái ban Elitebook bị chạm nguồn 19 nha các bạn của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.